Không nhiều người tin rằng đây là gương mặt của một cô dâu trong ngày chụp ảnh cưới. Không nụ cười, không lời nói, mà thay vào đó là sự lo lắng, hoảng sợ khi cặp đôi đang ở giữa vách đá nằm cách mặt đất 10 mét. Chỉ một sơ suất nhỏ thì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sợ, rất sợ. Bởi vì sợ độ cao nên cảm giác khóc. Thế sợ mình xong vẫn trèo rồi. Thì cứ muốn thử thôi. Thử coi nó cao luôn, ai ngờ nó cao quá. Chẳng có thể cao gì lên đỉnh thịt. Chụp ảnh ở nơi điểm cao, vực sâu vách đá treo leo, song những cơ sở dịch vụ ảnh cưới không có biện pháp nào bảo hiểm cho người làm mẫu. Còn người dân thấy nhu cầu leo trèo của khách, họ sẵn sàng sắm những chiếc thang cho thuê lấy tiền, mà vô tư không biết có đảm bảo an toàn cho du khách hay không. À, thì đó là cứ hai leo lên đầu là leo xuống là anh có mùi ngon. Cô giáo chú rể leo lên đầu xuống là có hồi chọc. Ê, đỡ hồi mà người cho cậu leo lên ngầu đồng hoàng hôi, cô giáo chú rể chớp rồi là đỡ leo xuống. Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, kể cả những người thực hiện dịch vụ chụp ảnh, chính quyền địa phương đã cắm những biển báo nguy hiểm. Song sự thiếu ý thức của một số người đã làm sai lệch ý nghĩa của biển cấm, còn du khách thì cứ vô tư leo trèo. Tuyên truyền cho người dân trong huyện, rồi du khách khi ra Lý Sơn mà có những cái điểm cảnh báo như thế là không được, tuyệt đối không được thực hiện những cái nhiệm vụ mà quay phim chụp ảnh và leo trèo và ảnh hưởng đến tính mạng. Và cái việc này thì chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo và phải kiểm tra sát sao. Và đây là nó liên quan tới cái việc phát triển du lịch của huyện đảo Lý Sơn. Lý Sơn là điểm du lịch đang trên đà phát triển. Để khai thác bền vững những cảnh đẹp trên đảo, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn nhằm phòng ngừa những vụ tai nạn có thể xảy ra và để lại nỗi đau cho nhiều gia đình.